vừa ăn gì ạ? À? Nhiều quán luôn rồi đấy.
lại có món cổ truyền gì đây? Không biết là bánh gì đấy. Bánh chó. Thịt bò ấy. Đồ mà xôi. Cơm. Cơm khô. Mấy cái này mình không ăn được. Cay lắm là cay luôn. Cái hôm mình ăn đi. Đấy. Ăn mua luôn thế. Hàn gì ấy? Hạt đậu gì ấy. Có ăn không mà đứng nhìn chăm chú. Thịt nướng ấy. Thử ra đúng mua xem nó gọi là sa tay. Vẫn món burger như cái chỗ kia đấy. Khói nghịt nhiều. Đó. Ra đây đã. Ra chỗ này đã. Ui, có sa tay thơm lắm. Hay là mua sa tay đi. Mỗi sa tay. Đây không biết nó bán nào. Total is $12. Pay now, can. Pay now. Okay, can. Just pay now the number over here, yeah. Okay, can. Thank you. Yeah. This is the name. Laura. Okay, ma'am Laura. Laura is beautiful. Okay, ma'am, Laura, this is Laura. Same one. Hi, okay. Bán hàng có duyên ghê. Thank you, ma'am. Little bit calling for a while. Okay. No chili. Turkish? No. You from Egyptian. Where? Egypt. Dan Ahilam. Đấy, sao nó kẹp cái kia xuống. Nhanh nhỉ, bán này nhanh, chính ra nhanh. Cái máy đấy kẹp bánh mì nóng. Đấy. Quên mất cứ mãi quay chưa chịu thanh toán, không quên cầm luôn. Thank you.
ông thị trưởng đấy. Chỗ khu đấy nó chỉ bán tầm 8 đô thôi. 8 đô một chục. Thực ra nướng than này rất là không tốt này. Cái khói mà. Mà mình cứ ăn. Đấy. Kìa, có quạt mò y như mình. Có quạt mò y mình. Kiểu thằng bầu ấy quạt mò. Đây quán vẫn chưa mở nhưng mà sẽ nhiều. Hai quán sa tay. Quán này có thể đông khách rồi. Giống y mình này, ăn thử không? Ăn thử hay mua hộp nhỉ? Trông có vẻ giòn giòn ấy. Mày ăn thì mày mua. Trông giòn giòn nhỉ? Nhưng mà không biết nó có cay không ấy. Mua thử hộp đi. Cắn phát. Hello. This crab how much? $10. $6 à? Okay, get one. Crab là con cua. 6 đô. Ăn đây. Mà cảm giác nó hơi già già. Cắn cá. Hơi tanh tanh. Ăn được. Dính vào áo có cái.